Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Anh em ạ, hôm nay tiếp tục tôi sẽ lên cho anh em cái clip và bắt cầu ở ban đêm tiếp anh em ạ. Thì bây giờ này, anh em đợi tôi tí, tôi thoát ra và tôi sẽ vào lại để cho anh em biết được rằng ban đầu vào ấy là anh em đừng bao giờ bỏ qua cái ưu đãi này nhá. Tại vì trên kênh của tôi ấy, tôi cá rằng với anh em luôn, trên kênh của tôi đa số phần là toàn về là những anh em người mới. Đấy, rất nhiều anh em đang thắc mắc là tại sao thì anh em bảo là có lúc anh em nhận được cái ưu đãi và có lúc anh em lại không, đúng không? Những anh em cũ ấy, thì đương nhiên anh em không nhận được là đúng rồi. Còn những em mới này, nhiều khi mà anh em mới nạp tiền và bảo là tiền vào đâu em không biết là tại sao mà nó nhiều thế. Đây này, các ông phải đào, các ông đọc kỹ vào cái ưu đãi dành cho hội viên mới của tháng 4. Thì anh em thấy cái ngoài cái khuyến mãi tại web và app của 68 game bài ra, thì chúng ta sẽ có khuyến mãi nạp lần đầu là 20% và nạp phần 2 là 10%, và điều kiện là 3 cái vòng cược và không áp dụng cho tài khoản cược thể thao và sổ số và sạch live stream, đúng không? Ok, thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái vấn đề chính. Thì cái vấn đề hôm nay ấy, thì tôi sẽ chơi ở cái mức gọi là nhỏ thôi để hướng dẫn cho những em gọi là có ít tiền, cả là muốn đầu tư, cả là kiếm lãi tầm khoảng một xíu thôi, được chưa? Và hôm nay tôi sẽ đi theo công thức gọi là lấy xí ngầu ba cộng với cả điểm phiên, công thức gọi là mới ra là tầm khoảng gần một tháng nay, được chưa? Mới ra nhưng mà tôi cũng chưa gọi là chính thức gọi là đưa vào hành trình bắt cầu, chỉ gọi là đưa trên gọi là cái hành trình test, đúng không? Đấy, nhưng mà cái thời gian qua thì tôi cũng áp dụng theo nhiều công thức quá, nhiều lúc mà nhà cái còn chả biết là mình đang chơi theo kiểu nào luôn. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ chỉ cho anh em tận mặt trước là cái con xí ngầu ba ở đâu, được chưa, và điểm phiên ở đâu trước nhá. Đây này, thì bây giờ thì chúng ta sẽ có ở đây nè, chúng ta sẽ có xí ngầu ba và chúng ta sẽ chốt ở cái điểm phiên cuối ở đây, được chưa? Đấy, đây là xí ngầu ba thôi. Đấy, mà đợt này tôi chỉ vẽ cho anh em đúng một lần thôi, vẽ nhiều quá thì các ông lại bảo là tôi up lại những cái video cũ, nên là thôi, cái gì cái cứ bình tĩnh thôi anh em ạ. Đây, thế trước mắt thì chúng ta sẽ có con vừa rồi là con mấy nhỉ, con vừa rồi là con 3 cộng 14 cộng 7 thì chúng ta sẽ có một con lẻ này. Thì con trước thì chúng ta đang có một con gọi là con 2 cộng với cả 2 cộng 3 bằng 5, nó cũng là lẻ tài đúng không? Thì lẻ anh em vô vào tài tiếp này, đi đúng tổng khoảng là 10% số tiền. Tại vì những em trên kênh của tôi ấy, tôi rất cá, tôi dám cá với anh em một điều rằng luôn, trên kênh của tôi rất là nhiều về những anh em người mới. Tại vì những em người cũ ấy, anh em xem tôi ít khi mà anh em xem ấy, mấy lần gọi liên tục lắm. Các ông toàn nghĩ là học xem gọi là học xong là công thức, lúc nào cũng cố định cứ thế mà vào mà ăn ấy. Thì chịu, tôi cũng chả biết gọi là nói cái gì hơn. Được chưa? Tay đầu đẹp chưa? Bây giờ nhá, tiếp tục có con 5 chuẩn bị cộng 5 bằng 10 này, con chẵn này chúng ta sẽ vô bên xỉu này. Lẻ thì chúng ta mới vô tài thôi, còn lẻ chúng ta phải đi xỉu đúng không? À đâu, chẵn thì chúng ta phải đi xỉu lẻ tài. Và cái tay này thì các ông sẽ đi tầm khoảng là đi hết 40 thì cứ đi tầm khoảng là 40 đi. Cứ thế mà đi thôi. Chúng ta đang đi theo cái xu hướng thuận nhá, xu hướng thuận nhá. 42.000, phí mất 2.000. Tại vì những quay lại cái chủ đề lúc nãy nhá, thì tại vì những, các ông thì tại sao ấy, các ông biết mà tôi lên video hàng ngày cho anh em không, là bởi vì công thức không phải nó mà nó cố định, mà tôi dạy cho anh em ấy là cách xử lý, có ngày nó sẽ gặp theo kiểu đảo mà có ngày sẽ gặp theo kiểu thuận, đúng không? Có ngày nó sẽ gặp một đảo một thuận, đúng không? Quan trọng là vẫn về cách gọi là chúng ta xử lý thế thôi. Và bây giờ tôi sẽ nặn cho anh em xem này. Và bây giờ 5 này, ui dồi ôi, 542 thì chịu. Đấy, thôi thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái con gọi là con 2. Bây giờ chúng ta sẽ phải về cái xu hướng đảo nhá. Trước mắt thì chúng ta đang có 2 thuận và 1 đảo hả? 2 cộng 6 bằng 8, chúng ta có con chẵn, được chưa? Thì lúc nãy là chẵn nó ở xỉu xong thì chẵn, bây giờ chúng ta sẽ phải vô tài. Và chúng ta sẽ vô vào tầm khoảng 50, cứ thế thôi. Dù ở trong cái 10 phút này, dù thắng hay thua thì chúng ta cũng phải nghỉ. Đấy, nhưng ấy mà cái dấu hiệu thua ấy, ít lắm. Đấy, để cho anh em xem thử nha. Nhiều lúc mà tôi bắt theo cầu là về nhiều cái gọi là đánh to quá, đúng không? Bây giờ đợt này thì tôi về bắt theo kiểu đánh nhỏ để cho anh em hiểu luôn, cái nào tôi cũng có thể chơi được. Và đa số phần ấy, trên kênh của tôi có phải lúc nào anh em cũng có nhiều tiền đánh nhau, đúng không?
phải dạy cho anh em về cái cách gọi là đi ở cái vốn nhiều tiền hay là cái mức gọi là ít tiền để chúng ta cùng xử lý, đúng không? Đấy, và bây giờ nhá, cứ thế mà nặn nó này, vừa nói vừa đã gọi là quất thôi. Và 24, và chúng ta sẽ có 244 là 10, đúng không? Thì cái con này chúng ta sẽ đi theo kiểu chiều hướng một đảo là thuận rồi. Và vừa rồi chúng ta có chẵn xỉu là bây giờ 4 cộng 7 là 11 nhá. Con lẻ này chắc chắn chúng ta sẽ phải đi tài. À đâu, lẻ phải đi xỉu. Vừa chẵn được xỉu là chẵn xỉu, đúng không? Đi theo cái chiều hướng thuận, đúng không ạ? Đấy, vừa một thuận xong bây giờ chúng ta phải đi theo một đảo đây. Đấy, còn bây giờ thì chúng ta sẽ yên tâm công tác khoảng tầm khoảng 250. Đấy, chỉ cần đơn giản như thế thôi. Là cả ông đã có, bây giờ nếu mà ăn được cái tay này là cả ông là có 600.000 rồi, đúng không? Đấy là cả ông lãi là tầm khoảng 200. Tôi chỉ nói đơn giản này thôi. Chủ yếu ấy, áp dụng theo công thức của tôi ấy, không bao giờ có chuyện gãy tầm khoảng là 3 tay đâu. Chỉ gãy được 2 tay để chúng ta sẽ biết được rằng luôn là chúng ta phải đi theo kiểu một đảo một thuận rồi. Đấy, còn bây giờ tôi sẽ nặn cho anh em con này đã, xong rồi chúng ta cùng tính tiếp này. Đấy, đây nè. Và 1, đây, như này đã đủ uy tín chưa? 9 như này còn đòi cái gì nữa, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ có một con 5, sẽ cộng 8, 13. Chúng ta vừa có một con lẻ ở xỉu xong, thì bây giờ chúng ta sẽ lại phải đi về bên tài, đúng không? Vẫn đi theo cái xu hướng đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ có 37.000, 47.000 luôn. Và đây, những cái anh em học sinh áp dụng theo tôi là có phải lấy giờ các ông kiếm được 140 một ngày, đúng không? Thế thôi. Tại vì nhá, các ông phải hiểu rằng bây giờ các ông vẫn đang học sinh đi. Tôi chỉ nói đơn giản này thôi, các ông vẫn đang học sinh đi, đúng không? Các ông cần gì nhiều tiền. Và bây giờ các ông chỉ gọi là kiếm lãi hàng ngày để gọi là ăn sáng, đưa người yêu đi chơi. Nhiều lúc có tiền đưa người yêu đi chơi chứ không cần gọi là bụi chuối, vào bụi chuối hay vào bụi tre đi hàng ngày nữa, đúng không? Đấy, có tiền ra nhà nghỉ 70k 2 tiếng đầu ta hồ mà phập nhau ở trong đấy, đúng không? Không nhất thiết thì cứ... Đấy là cái lý do mà các ông không phải lúc nào các ông cũng có tiền đi nhà nghỉ được, đúng không? Đây là cái lý do các ông kiếm tiền hàng ngày rồi đấy. Đấy, và bây giờ tôi nặn anh em. Đây, 645. Như này đã đẹp chưa? Như này đã đẹp chưa? Được chưa? Và bây giờ thì chắc chắn thì chúng ta sẽ có con 5 tiếp cộng 9 và 14. Chúng ta lại phải đi về theo cái xu hướng đảo tiếp, đúng không ạ? Con này chúng ta lại phải dừng chân ở tài. Nhưng tôi sẽ chỉ hướng dẫn cho anh em đến đây thôi. Và 400 các ông kiếm được 200.000 là quá ngon lành nữa còn gì nữa. Được chưa? Ok nhá. Còn thì cái clip hôm nay thì chắc chắn thì tôi sẽ dừng lại ở đây thôi. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo của tôi anh em nhé.